chị. Tiếp tục video làm cây đêm các bác nhé. Thời tiết lạnh giá, làm hai cây xanh quê. Tôi vừa mới làm xong một cây xanh quê dáng đổ ôm chậu. Còn đây là hẳn là dáng huyền, dáng thác đổ luôn này các bác. Thác đổ luôn, dốc thẳng xuống luôn. Đấy thì nó có khác biệt một chút về dáng. Đấy thì một cái cây xanh quê cũng rất là già. Đấy, tự răm đồ mini một người bê thôi các bác. Đấy, có lẽ là ban ngày thì nó sẽ dễ xem cho các bác hơn, nhưng mà ban ngày thì tôi lại khá là bận, thì ban đêm có chút thời gian thì làm cây để chia sẻ các bác. Đấy, một cái cây đấy, có cả cóc vàng ở trong này, đang bị mắc kẹt trong đấy, bao nhiêu năm tháng nó mắc kẹt trong đấy. Một cây rất là già. Có lẽ là bác với những bác nào mà mê cái dáng nghệ thuật thì sẽ rất là mê cây này, rất là mê cây này. Đấy, ok, lại dựng máy để cắt tỉa các bác nhé. Cắt tỉa.
Quạt lá cái nhìn các bác nhìn phê ngay, để lá thì nhìn nó mất giá cây thật. Đây các bác, em nó đây. Vì sao tôi nói nó già này, các bác này. Các bác nhìn này, các bác nếu mà nhìn tận mắt thì thấy sẽ thấy nó già này. Cục kịch. Đấy. Già tận răm này. Già. Mà để lá thì đúng các bác, ban đêm thì các bác không nhìn thấy được. Đấy. Cây này chia rất rõ ràng, chứ không phải như cái lối mà anh em bây giờ đang loe ngoe đâu các bác nhá. Chia rất rõ ràng nhá. Đây các bác xem. Đấy, đúng là thác đổ luôn. Trên đỉnh xuống các bác xem nhé. Trên đỉnh thác xuống nhé. Đây, cái này lánh dịch ra đây thì tốt quá, lánh dần ra. Bể bãi có đấy, ổn ạ. Đấy, rồi. Nói chung là nó một cây xanh rất là đẹp, dòng nghệ thuật rất hay. Để xem. Nét nghệ thuật nó rất cao, chứ không cứ là cái trực rồi lùn u cục. Trực lùn u cục thì nhìn cái là phê, nhưng mà cái này thì nó cũng có những cái nét nghệ thuật mà đáng để chơi lắm các bạn. Đấy, thì mình là người chơi thì cố gắng đa dạng các thể loại các bác nhé. Mà cố gắng sưu tầm mà. Chứ vào mà cũng toàn là trực là u cục thì nó cũng đơn thuần là cảm giác như là thương mại các bạn. Đấy. Thì nó đang hot mà. Thì ông nào sở hữu là có vẻ như là tính thương mại rồi. Đấy, ok các bác. Tôi xin phép kết thúc video tại đây các bác nhé. Đấy, cái cây này mà vặt lá ra nó còn hoành tráng hơn. Xin phép các bác để video lần sau cho nó mới lạ một chút. Hẹn gặp lại các bác ở video mới tiếp theo nhé.